Hello mọi người, 22 tháng 10 là sinh nhật của tôi đó. Cho nên đây là một sự trơ trẽn khi nói rằng nếu mà các bạn muốn tặng quà sinh nhật cho tôi thì các hình thức donation ở đây và Super Thanks cũng có để các bạn có thể làm được điều đó ở ngay trong clip này. Xin cảm ơn mọi người. Tuy nhiên nếu mà chỉ có thông báo như vậy không thôi thì tôi cảm thấy nó vẫn còn thiếu nhiều lắm. Tại vì tôi rất muốn kết hợp giữa ngày sinh nhật của tôi với cái chuyện là trân trọng, cái sự trân trọng của mọi người. Có nhiều sự trân trọng quá, nghe nó trầm trọng quá. Thì làm thế nào bây giờ? À, có cách rồi. Một buổi gặp mặt là câu trả lời. Gặp mặt như thế nào? Thì từ bây giờ cho đến ngày 29 tháng 10 tôi sẽ chọn ra 4 người mà tặng quà nhiều nhất cho tôi, để mà tôi mời 4 người đó ăn một bữa trưa vào trưa 30 tháng 10. Trong buổi gặp mặt đó tôi sẽ trả lời hết mọi câu hỏi của mọi người. Câu trào tôi không biết tôi cũng không trả lời. Và tôi sẽ giúp cho mọi người hiểu được cái chuyện tôi đang làm nó gặp khó khăn rắc rối như thế nào, cái vision của tôi như thế nào, cái suy nghĩ gì của tôi về thế giới này và thế giới chiều không gian khác. Ok, và tại sao chỉ có 4 người mà không phải là 40 người hay là 400 người? Là bởi vì tôi nghĩ 4 người là vừa đủ để cái cuộc nói chuyện đó nó ý nghĩa. Bởi vì tôi sẽ biết bạn là ai, tôi sẽ lắng nghe được bạn một cách kỹ càng hơn và có thể trả lời bạn bằng cả trái tim của tôi. Chứ nếu mà nhiều người quá thì nó giống như là đang đi kiếm tiền chứ không có phải là gì hết nữa. Ok, đối với những bạn khác không muốn tham gia cuộc chạy đua nạp cạc này và các bạn chỉ muốn tặng quà sinh nhật cho tôi thông qua hình thức donation và super thanks thôi thì các bạn cứ làm, tại vì các bạn có thể gửi những thông điệp qua đó và tôi sẽ làm riêng một cái clip để mà cảm ơn các bạn. Các bạn không có bị bỏ lỡ đâu, ok, yên tâm ha. Còn những bạn mà không có thích làm gì hết, mày làm gì được tao, hay là những đứa mất dạy, mày nghĩ sao vậy, mới gặp mặt mày mà bỏ tiền thì gặp mặt mày tao đấm vô mặt mày chứ đó mà tiền bạc gì ở đây, hay là chuyện bình thường thôi. Có người thích, có người ghét, có người hiểu và có người không hiểu. Thì đối với những người trân trọng cái việc tôi đang làm, họ hiểu được cái ý nghĩa của chuyện tôi đang làm, thì tôi nghĩ rằng họ sẽ không có ngại ngần gì trong cái chuyện mà tặng quà cho tôi hay là đua nạp cạc tới mức mà để gặp mặt được tôi hết trơn hết đó. Còn đối với những ai không hiểu thì cũng chẳng biết nói gì bây giờ. Nên tôi chỉ muốn nói lại một lần nữa, đó là từ bây giờ cho đến 29 tháng 10 4 người mà tặng quà nhiều nhất cho tôi thông qua các hình thức donation, tôi sẽ mời 4 người đó một bữa ăn trưa vào trưa 30 tháng 10 để chúng ta có thể gặp mặt nhau, hỏi thăm, nói chuyện để mà hiểu nhau hơn. Và những bạn khác tôi sẽ làm clip để mà cảm ơn các bạn vì đã tặng quà cho tôi. Còn những ai không thích tôi thì kệ mấy bạn. Vậy thôi ha, bye bye. Hẹn gặp trong những clip hay ho khác.